Chào tất cả các quý vị đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì Nghĩa Thiên giới thiệu đến quý vị và các bạn, nếu như anh em đang cần tìm một cái bộ dàn combo nhỏ gọn và chất lượng đảm bảo thì hôm nay em sẽ lên cái combo này để giới thiệu cho quý vị và các bạn nhé. Đây là một cái combo cho âm thanh rất là hoàn hảo anh em nhé. Giữa cái loa là loa bắt đồng trục và cục đầy liền vang PSKM600. Đối với cặp loa bát 25 này là loa đồng trục anh em nhé, cho cái chất âm rất là ấm và nó đồng bộ giữa cái âm thanh về phần bát phần chép anh em nhé, nó không có cái độ trễ giữa hai cái loa này, cho nên là cho ra những cái chất âm sáng tiếng, ấm và mềm. Đây, loa bát 25 này thì nó cho lên anh em cái công suất là 500W anh em nhé, công suất cũng rất là lớn để mình chơi ở trong gia đình là rất là ngon rồi anh em nhé. Nhỏ gọn, dễ dàng, rất là dễ phối ghép anh em nha, với các cái khuôn viên phòng đa dạng để em chơi những cặp này. Hàng này là hàng bãi, là một thương hiệu đến từ Pháp anh em nha, một thương hiệu đến từ Pháp. Đấy, anh em thể nhìn này, mặt trước là mặt căng vải rất là mềm mại anh em nha. Với công nghệ của nó là công nghệ bắt đồng trục để mang đến cho anh em một cái trải nghiệm âm thanh sống động, mạnh mẽ anh em nha. Đấy, cặp loa này em sẽ cho anh em một số cái hình ảnh về cái phần hậu và âm thanh về cái phần kỹ thuật của nó anh em nhé. Tiếp theo bộ loa này sẽ cùng ghép với cả một cái âm ly liền vang 3:1 anh em nhé, âm ly liền vang 3:1 của PSKM600 anh em nhé, PSKM600. Thì đối với cái âm ly này thì nó cho anh em tối ưu với cái cộng đẩy vang số và micro vào số 1 anh em nhé, giúp cho anh em là giảm thiểu cái chi phí và tối ưu không gian. Công suất rất là khỏe anh em nhé, công suất lên đến 600W một kênh. Hai kênh của nó là 1200W anh em nhé, đánh từ những cái loa bát 25, 30 đến 40 anh em đều có thể chơi được hết anh em nhé. Phối ghép với cả cái loa lát CA25 này thì tạo thành một bộ âm thanh rất là gọn gàng và đầy uy lực anh em nhé. Con này thì nó sẽ có một cái màn hình cảm ứng em nhá, màn hình cảm ứng dễ thao tác, trọng lượng thì nó rất là nhẹ gọn, với một cái chiều sâu khoảng tầm 32 cm thì anh em chơi những cái này rất là gọn nhẹ anh em nhá, nhất là những trong những cái chung cư hoặc anh em có thể có những cái kệ kính hay là cái kệ mình làm sẵn thì nó không có cái chiều sâu thì để bộ này rất là gọn anh em nhá. Đối với con âm ly này thì nó kết hợp cho anh em rất là nhiều những cái dạng kết nối anh em nhé, như là USB này, Bluetooth này, cổng quang này, ARC này, đầy đủ hết anh em nhé. Với thiết kế thì kèm theo một bộ micro chuyên nghiệp như này anh em nhé, thiết kế cực kỳ đẹp, tiếng hát thì mượt, tạo nên một bộ âm thanh rất là hay cho anh em chơi. Sóng của micro là sóng UHF anh em nhé, chất lượng cao. Đấy, cho anh em trình diễn trên cái bộ combo này. Đây anh em thể nghe thử âm thanh rất là sống động anh em nhé, trong trèo, bát mạnh mẽ anh em nhé, dễ sử dụng, anh em có thể sử dụng cảm ứng này, chỉnh mic này, chỉnh effect này. Anh em có thể sử dụng cái cổng USB này để cắm kết nối máy tính để mình chỉnh ở trên cái phần mềm chuyên dụng anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Rio qua số điện thoại 0934573743 để được trải nghiệm ngay cái sản phẩm này anh em nhé. Với cái giá cực kỳ ưu đãi tại bên Nghĩa Rio, với cái giá chỉ có 14 triệu anh em nhé. Chỉ 14 triệu là anh em đã có ngay một bộ dàn karaoke rồi, gồm một con loa bãi đồng trục anh em nhé, đến từ Pháp, và một cái bộ âm ly liền vang, liền mic 3:1 anh em nhé. Tiếng hay như thế này.
Đấy. Anh em có thể đến trực tiếp tại địa chỉ Hiệu Nghĩa Đô tại 56/115 phố Trần Hòa, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội để được trải nghiệm sản phẩm anh em nhé, tư vấn và phục vụ anh em. Vì trời xuôi khiến anh bội đêm.